chào các bạn nhé hôm nay uh, shop mình giới thiệu được các bạn cái loại công tắc hành trình mili nha các bạn cái loại này thì nó sẽ có 3 chân và nó sẽ có các cái tiếp điểm uh, thường đóng và thường mở tí nữa mình sẽ test bằng cái cách uh, mình mở hai cái đèn kia cho các bạn thấy luôn một cái mình đối với thường đóng và một cái mình đối với thường mở tí mình sẽ đấu điện trực tiếp vào để cho các bạn uh, dễ hình dung có bạn nào mà 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 chưa biết thì uh, mình sẽ để cái đường link với sản phẩm thì các bạn sẽ có cái sơ đồ nhé còn công tắc hành trình này thì ứng dụng ở đâu các bạn xem các cái máy thiết bị gia đình thì bây giờ người ta dùng hành công tác hành trình nhiều cái này các bạn có thể là chế theo kiểu là đèn chấp tắt như của mình chế với đèn pin cũng được hay là các bạn chế làm chuông báo động hay này nọ rất là nhiều phao nước cũng được luôn đấy nếu mà phao nước thì các bạn dùng cái công tác hành trình nó có cái cần nó dài và loại to hơn nhé còn đây là cái công tác hành trình các bạn nhìn thấy là 3A và cái điện áp của nó tối đa là 125V. Tức là các bạn dùng cho các cái thiết bị nó rơi khoảng 400W nhé. À, 300W, 3 x 125 các bạn, khoảng 300W. Đấy, về kích thước thì mình sẽ đo qua nhé. Video này chắc tầm 3 4 phút thôi. Còn về sơ đồ thì sau này sẽ có cái video khác. Đấy, chiều dài nó khoảng 12,6, tương đối bạn nhé. Này chắc hơi kênh rồi cái này là công tác hành trình mini đấy, một số bạn nữa các bạn rất cần cái loại này, tám này. còn chiều cao chiều cao từ cái thân này nhé, sáu hai các bạn, hơi kẹp vào cái sợi chỉ. đấy là cái công tắc hành trình mini này, thông số tương đối các bạn kích vào cái đường link thì mình đã để ở trong đó rồi. còn giá sản phẩm thì các bạn mua nó khoảng tầm 2 nghìn rưỡi ba đồng. bạn đã mua số lượng nhiều nó rẻ hơn nhé đấy cái này thì một số bạn các bạn có hỏi cái loại công tắc to hơn nhà mình cũng có nhưng mà cái loại này nhiều bạn thì lại cần cái loại bé như thế này tại vì các cái hộp thiết kế các cái thiết bị của bạn này nó cái không gian nó nhỏ nên các bạn yêu cầu công tác hành trình nhỏ và công suất của các cái thiết bị các bạn cần nó cũng không nó cũng nhỏ nó không lớn nên là dùng cái loại này là phù hợp đấy còn về cái công tắc đây thì các bạn thấy là ở đây là có cái ba cái chân này các bạn thấy luôn ở trên hình này cái chữ C này chân chung này chân này các bạn nối nguồn âm và nguồn dương vào đây còn điện xoay chiều thì không phân biệt âm dương nhé còn cái LO và LC thì chính là cái đầu ra tải đấy một cái LO là thường mở khi nào và một cái LC là thường đóng đấy LO thường mở thường đóng thì đây mình đã nối luôn một cái sơ đồ sẵn như này cho nó nhanh và mình cấp vào hai cái bóng đèn xe máy đèn 12V hàn vào chân bóng này thì nó không nóng nên là có thể hàn được nha còn loại mà nó nóng hơn mà hàn này nó chảy tiếp Bây giờ mình sẽ mở cho bạn thấy này. Đấy các bạn thấy nhé. Đó. Một cái chân Đấy các bạn thấy không? Một cái chân này này. Mình đang nối âm dương đây là cái lối nhanh thôi. Thật ra dây điện chỗ này là nó, nó nối với nhau nhưng mình kẹp vào cái này cho nó dễ. Đây kẹp vào để rút ra rút vào như này này. Đó. Đấy. Đấy nói qua đấy thì các bạn biết chỗ này đang là chỗ lối này, chỗ này là chỗ nối này. Thật ra đây mình đang đấu ở nguồn dương. Đó. Cái NO NC Đấy, cái nc khi có điện vào thì nó đang mở cái nc này chạy ra đây còn cái no L, lc thường thường đóng ấy. còn no đây đang mở khi nhấn vào thì bắt đầu no nó sáng này đấy, các bạn thấy không cái này bạn nào mà dùng uh, chế các cái pin nhỏ mang đi chớp bằng tay anh được để đá xi nhan uh, làm đèn tập thể dục các thứ này các bạn thích thì có thể là chế theo kiểu đấy các bạn thấy không tốc độ nhạy của nó rất là cao đây, mở 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 Đấy mình đang ấn này các bạn thấy là chớp như xi nhan luôn Đấy để hai bên nhé Đấy Đấy là một cái ứng dụng của công tác hành trình nhé Ngoài ra các bạn có thể là dùng cái này để ngắt cái bơm uh, Bơm nước ấy, bơm nước mini Bơm 12V, các bạn có thể là chế cháo cái này Thay cái phao Đó Đấy, các bạn thấy không Đấy cái cần này mà nó hơi nhỏ Thì các bạn mua cái loại công tác hành trình to hơn Xong rồi các bạn buộc vào các cái lọ Hay cái hộp nhựa nó mini ấy. Nó chống, nó giống như một cái phao các bạn để vào ghế bể các bạn chế cũng được tại vì đôi khi các cái phao trên thị trường thì nó lại lớn quá nó to quá mà các bạn dùng cho các cái thiết bị ví dụ như là hay là cấp nước cho chim uh, nuôi mấy con chim vào nhỏ thôi để cho nước nó luôn luôn sạch đấy thì uh, các cái phao nó phải bé nó mới cho được vào các cái chai nó khoảng một lít hai lít còn nặng quá thì bê gãy mất cái lồng chim đúng không đấy là về cái ý tưởng nhé các bạn nào quan tâm có thể là nhóm số mình công đang trình giá rất là rẻ nhé cảm ơn các bạn rất nhiều